Sau hơn 3 tuần quay lô cốt chiếm 2/3 lòng đường gây ùn tắc giao thông trên đường Nguyễn Xiển, đêm qua, đơn vị thi công đã tiến hành thu hẹp rào chắn, người dân có thêm một làn đường để lưu thông. Cụ thể, phần rào chắn nằm sát giải phân cách giữa đường Nguyễn Xiển được thu hẹp vào hơn 3 mét tính từ giải phân cách đến mép hàng rào thi công. Sau khi thu hẹp, tạm thời phần lòng đường qua lô cốt sẽ rộng hơn 10 mét. Được biết, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã chấp thuận chủ trương xén thêm khoảng 500 mét dài giải phân cách giữa từ nút giao Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi đến nút giao Nguyễn Xiển, đường Chu Văn An để làm đường tạm rộng 5 mét cho phương tiện lưu thông. Dự kiến làn đường tạm có thể đưa vào sử dụng từ cuối tháng 12.